Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì hiện tại thì Nhân đang đứng trước góc nhà R1. Thì bên lốc R1 này nó thuộc đợt 10 nha mọi người. Bây giờ là công ty đang cán những cái lớp đất, lớp bùn lên để mà đổ đá xuống. Thì cũng chuẩn bị là công ty sẽ thẩm nhựa luôn, rồi qua đầu năm sẽ xong nha mọi người. Bên đây thì mình mới với cái diện tích là ngang 4m, dài 12m, một trệt một lầu. Bên đây thì được một cái là mình sở hữu là điện âm. Như tất cả các hàng mình thấy là đã có những cái trụ đèn hết rồi nha mọi người. Còn trước vỉa hè mình thì lót gạch bằng gạch granite, thì trong một trong những cái loại gạch cũng khá là tốt để mà lót cái vỉa hè. Thì bây giờ ở đây nó có hai mẫu. Một mẫu nhà là nó hai cánh cửa. Kêu là bên công ty kêu là mẫu hai cánh và mẫu bốn cánh. Bốn cánh tức là bốn cánh cửa. Bây giờ Nhân sẽ đi vào cái mẫu hai cánh trước cho tất cả người hàng cùng xem. Thì bên đây thì mình có cái cổng rào đằng trước nha mọi người. Còn cái vỉa hè của mình là 1,5m. Ở đây là mình có một cái sân. Cái sân của mình thì nó 2m. Còn cái đường trước nhà của mình thì lòng đường là 8m và hai bên vỉa hè là mỗi một bên là 1,5m nữa. Như ở ngoài mình nhìn vào là mình thấy được cái không gian của phòng khách nè. Thì bên đây thì công ty thiết kế cho mình hai cái đèn chụp đèn kiểu cũng rất là đẹp. Thì cái bóng nhà này nhìn nó rất là thoáng nha mọi người. Như ở đây thì mình ngăn chính giữa cái phòng khách, thì mình tiếp tục luôn là mình thấy một cái toilet này, toilet thì cũng khá là rộng. Cái mẫu nhà này nó khác với những cái mẫu kia rất là nhiều nha mọi người. Ví dụ bên đây thì mình sẽ có thêm một cái khoảng trống này thì mình có thể làm cái bàn học cho con mình, hoặc là mình làm để một cái chậu bông hoặc là cái bồn cá cũng được cho mọi người. Có rất là nhiều cái để mình sử dụng. Còn mình đi thẳng về phía sau thì thay vì những cái mẫu nhà trước thì công ty sẽ đặt cái cầu thang của mình là ở ngoài. Mình đi vào thì mình thấy cái cầu thang luôn, thì theo cái phong thủy nó cũng không tốt lắm, cho nên là bây giờ cái mẫu nhà này thì công ty sẽ đưa thẳng cầu thang ra phía sau. Đó là mình đi ra tới phía sau nhà thì mình sẽ thấy được cái cầu thang luôn rồi. Còn ở phía sau này mình có công ty có chừa 1m. Như đây là mình để máy giặt thì nó có chừa sẵn cái ống chờ cho mình để mình để máy giặt đây mọi người. Bên đây thì có một cái giếng trời cho mình. Cái giếng trời này thì hiện tại là công ty đang làm kính. Kính bích ra luôn, không có kéo được. Còn quý vị khách hàng mình về mình muốn thay đổi thì mình có thể sửa lại là kéo ra kéo vào được để mình lấy cái gió. Khi mà mình làm kéo ra thì cái gió nó từ phía trước nhà nó sẽ lưu thông về phía sau, thì nó sẽ một dòng khí chúng nó đối lưu với nhau mọi người. Thì nó cứ vòng thì nó sẽ rất là mát cái nhà, nó không có bị biến. Rồi bây giờ mời quý vị khách hàng mình cùng lên trên nha. Cầu thang thì mình lót đá hoa cương. Ai đây xin rồi. Cái phía bên cái đóng cửa mà công ty đang để nhờ thì bên đó là cái bếp mình nói cho mọi người. Đó, bên đó thì cái bếp. Cầu thang thì lót hoa cương. Công ty đã lót sẵn cho mình. Thì phía sau mình có một cái phòng ngủ. Ở đây cũng là một cái cửa sổ để thông gió. Khi mà mình làm cái giếng trời mà mở ra mở vào thì nó sẽ rất là thoáng cho mình, phòng ngủ của mình. Còn ở đây là một cái phòng sinh hoạt chung. Người khách hàng mình có thể để một cái bộ ghế trên thế này chỗ này, để một bộ ghế để gia đình mình có thể ngồi chơi này kia đó, tại chỗ này cũng được. Và dưới cầu thang bước lên thì có một cái nhà vệ sinh tiếp tục. Nhà vệ sinh thì công ty bên đây là đa số là công ty làm bằng cái bồn tắm đứng hết cho mọi người.
Đây là cái ống mà để mà lắp cái máy cống nước lạnh đó. Đây là phần ống nước ở đây, còn bên đây là để toilet. Ở phía trước nhà mình sẽ tiếp tục một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này dành cho hai vợ chồng thì cũng khá là rộng nha mọi người. Còn phía trước của tất cả những khách hàng mình đó là công viên Kiều Vang Thế Giới. Thì tính từ cái vị trí này đi ra công viên Kiều Vang Thế Giới nó mất khoảng 150m nha mọi người. Còn bên đây thì hạ tầng công ty làm cũng khá hoàn chỉnh rồi, chỉ cần mình đổ nhựa đó là xong. Điện đã có sẵn và nước đã có sẵn. Còn phía sau tấm bảng thì sau này công ty sẽ mở tiếp tục. Và đây là một cái con đường thông nha mọi người. Nó sẽ thông liên tiếp qua những cái đợt sau nữa, chứ không phải đây là đường cục. Nên mình mua nhà là mình cũng rất là an tâm. Rồi, ở phía trước mình thì có một cái ban công thì nó cũng 1m nha mọi người. Bây giờ mời tất cả quý khách hàng mình cùng xem lại một lần nữa. Đây là phòng ngủ. Toilet. Phía sau là phòng ngủ. Còn đây là phòng sinh hoạt chung. Còn đây là cái bếp nha mọi người. Cái bếp này thì nó sẽ rất là thoáng. Quý vị khách hàng mình khi mà mình nấu ăn đó thì mình có thể nhìn ra nhà trước được. Mình có thể ví dụ như có con cái đồ chơi đó thì mình nhìn ra mình thấy được, mình khỏi cần phải giữ và chạy ra chạy vô. Còn như ví dụ như nhân cái phía trước của mình á là nó có một cái bức tường thì mình có thể làm một cái bàn thờ về cái tổ nghiệp của mình đó, mình nghề gì đó thì mình làm người đó cũng được, thì mình để dưới đây. Rồi nha, xin mời mọi người nhìn lại một lần nữa nha. Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau. Video sau Nhân sẽ làm mẫu nhà 4 cánh cho tất cả quý khách hàng cùng được xem.